à về danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện tải ngay về danh chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học vở bài tập môn toán lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu bài 39 bảng nhân 2 tiết 1 rồi chúng ta sẽ cùng với cô đi vào bài tập đầu tiên nào bài số 1 tính nhẩm. À, chúng mình sẽ thực hiện tính nhẩm cho cô các phép tính này đúng không? Các phép tính này thì đều nằm trong bảng nhân 2 rồi. Có bạn nào còn không thuộc không nhỉ? À, chúng ta sẽ cùng cô thực hiện mà không cần phải nhìn vào sách nhé. 2 x 2 bằng 4. 2 x 7 bằng 14. 2 x 9 bằng 18. 2 x 3 bằng 6. 2 x nhân 8 bằng 16. 2 nhân 5 bằng 10. 2 nhân 4 bằng 8. 2 nhân 6 bằng 12. Và cuối cùng là 2 nhân 10 bằng 20. Đơn giản phải không nào? Bài số 2. Hãy điền số thích hợp vào những ô trống còn thiếu trong bảng sau đây. Cô có 3 hàng, hàng thứ nhất là thừa số Hàng thứ hai là thừa số và hàng cuối cùng sẽ là tích. Nhiệm vụ của chúng mình là phải đi tính cho cô hàng tích đúng không nào? Để tính được tích thì các con chỉ cần lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai. Cô lấy ví dụ 2 nhân 4 bằng 8. Tương tự cô sẽ có 2 nhân 5 bằng 10. 2 nhân 6 bằng 12. 2 nhân 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16 2 x 9 bằng 18 Được chưa nào? Ở các bài toán này thì chỉ để phục vụ là chúng mình ghi nhớ lại bảng nhân 2 thôi đúng không nào? Rồi bài số 3 Nối cho cô Mình hãy quan sát này Ở đây cô sẽ có tất cả là 8 bông hoa A, B, C, D, E, G, H và I A nhỏ Hãy điền số thích hợp vào bảng còn thiếu sau đây. Hàng thứ nhất cô có là tên của các bông hoa. Hàng thứ hai là chúng mình sẽ có tích. Nhiệm vụ các con cần làm là à, tính tích phép tính trong những bông hoa này đúng không ạ? Cô lấy ví dụ ở bông hoa A chúng ta có 2 x 8 bằng 16. Tương tự như vậy bông hoa B nào. 2 x 5 bằng 10. Bông hoa C 2 x 6 bằng 12 bông hoa D. 2 x 3 bằng 6. Hàng dưới nào, bông E. 2 x 10 bằng 20. Bông hoa G. 2 x 7 bằng 14. Bông hoa H. 2 x 4 bằng 8. Và bông hoa cuối cùng của có là 2 x 9 bằng 18. Được chưa nào? Rồi ý B Kiểm tra cho cô xem là trong bốn bông hoa C, D, E và G thì bông hoa nào ghi tích lớn nhất và bông hoa nào ghi tích bé nhất. Cô sẽ có bông hoa C này, D này, E và G. Cô thấy tích lớn nhất đây chính là 20 và tương ứng với nó là bông hoa E, đúng không nào? Còn tích bé nhất chính là 6 và tương ứng với nó là bông hoa D. Được chưa ạ? Vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3 rồi. Và đây cũng là bài tập cuối cùng kết thúc tiết 1 của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học vừa bài tập môn toán lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu bài 39, bảng nhân 2, tiết 2. Rồi cô sẽ có bài tập đầu tiên nào, bài số 1. Hãy điền số thích hợp vào những ô trống còn thiếu trong các bông hoa sau cho cô này. Chúng ta sẽ cùng quan sát nào. Đầu tiên, mình có 6 bông hoa, đúng không ạ? Có một chú ong ở giữa này và chú ong này thì có số 2. Nhiệm vụ các con cần làm là lấy chú ong nhân với các số ở trên mũi tên thì khi đó cô sẽ được kết quả ở các bông hoa. Ví dụ, cô có 2 nhân 4 bằng 8. Đúng chưa nào? Hoặc là 2 nhân 2 bằng 4. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ thực hiện cho cô với 4 bông hoa còn lại nhé. Tiếp theo cô sẽ có 2 nhân 5 bằng 10. 2 nhân 9 bằng 18. 2 nhân 6 bằng 12 và 2 nhân 8 bằng 16. Rồi chuyển cho cô sang hàng dưới nào. Ở đây chúng ta sẽ có chú ong bắt đầu là có số 2 này. Theo chiều mũi tên cô có 2 nhân 6 bằng 12. Tiếp tục cô sẽ lấy 12 trừ 10 bằng 2 và cuối cùng là 2 nhân 7 bằng 14. Đúng chưa nào? Rất là đơn giản phải không ạ? Bài số 2. Hãy đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm sau đây. À chúng mình điền các số còn thiếu ở trong hai đoàn tàu này, đoàn tàu A và đoàn tàu B bằng cách đếm thêm 2. Có nghĩa là ví dụ ở đoàn tàu A cô có là 2 này, 4 này. Như vậy sau số 4 thì chúng mình sẽ đếm thêm 2 nữa đúng không ạ? 4 mà thêm 2 thì sẽ bằng bằng 6 này. 6 tiếp tục đếm thêm 2 là 8. 8 đếm thêm 2 là 10. 10 thêm 2 bằng 12. 12 thêm 2 bằng 14. Và 14 thêm 2 bằng 16. 16 đếm thêm 2 bằng 18. Và cuối cùng, kết thúc đoàn tàu của chúng ta sẽ là số 20. Được chưa nào? Tương tự như vậy với đoàn tàu B. Cô sẽ có số ban đầu xuất phát là 1. Tiếp đến cô đếm thêm 2 này, 1 này, 2

và kết thúc sẽ là số 19 Được chưa nào? Rất đơn giản phải không? Rồi bài tiếp theo, bài số 3 Lập 3 phép nhân thích hợp từ các thừa số và tích trong bảng sau đây Ở đây cô có hai cột thừa số và cột cuối cùng là tích Chú ý cho cô là các thừa số và các tích đang để lộn xộn với nhau nhé Chúng ta không quy định là cứ theo hàng ngang là sẽ là kết quả như nhau nhé Bây giờ chúng mình sẽ đi lập cho cô các phép nhân từ các thừa số và các tích trên. Đầu tiên cô sẽ chọn thừa số thứ nhất là 2. Thừa số thứ hai cô chọn là 4. Như vậy 2 x 4 sẽ bằng tích chính là 8. Được chưa nào? Rồi tiếp tục cô chọn thừa số thứ nhất vẫn là 2. Thừa số thứ hai cô chọn là 7. 2 x 7 cô được tích bằng 14. Cuối cùng, thừa số thứ nhất cô vẫn có là 2. Thừa số thứ hai cô chọn là 8. 2 nhân 8 cô được cuối cùng chính là tích bằng 16. Được chia nhỏ rất là đơn giản phải không nào? Rồi chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang bài cuối cùng, bài số 4. Hãy điền số thích hợp vào những ô trống còn thiếu sau đây. A nhỏ, hãy kiểm tra cho cô xem trong bức tranh này có bao nhiêu con thỏ, có bao nhiêu con gà và có bao nhiêu con vịt nhé mình sẽ cùng cô đếm xem có bao nhiêu con thỏ trước nào một hai ba và bốn con thỏ hết chưa nhỉ à hết rồi đúng không vậy cô có bốn con thỏ tiếp tục đến gà nào mình có một con gà hai con gà nhớ cho cô là phải đếm cả các chú gà con nữa nhá ba 4 5 6 7 8 9 và 10. Như vậy chúng ta có tất cả là 10 con gà và cuối cùng là đến con vịt nào. Cô có 1 2 3 4 5 và 6. Đúng chưa? Vậy cô có 6 con vịt. Rồi ý B. Mình hãy cùng kiểm tra cho cô, số chân vịt có là bao nhiêu? Một con vịt thì có 2 cái chân. Như vậy 6 con vịt sẽ có bao nhiêu cái chân nhỉ? Con sẽ lấy 2 nhân 6 bằng 12 cái chân. Đúng chưa nào? Ý C nào. Số chân cả đàn gà có là Mình có là cả đàn gà đây là có 10 con Mỗi một con gà thì có hai chân Thế như vậy 10 con gà thì sẽ có 2 nhân 10 bằng 20 cái chân Đúng chưa nào? D nào Số tai thỏ có là Ở đây cô có 4 con thỏ Mỗi một con thỏ thì có hai cái tai Thế như vậy 4 con thỏ sẽ có 2 nhân 4 bằng 8 cái tai. Đúng không nào? Ý cuối cùng, đếm cho cô số chân gà con. À chúng mình sẽ cùng kiểm tra cho cô xem có bao nhiêu con gà con nhỉ. À chúng mình có cả đàn gà thì là 10 con này. Mà trừ đi hai con gà, hai con gà lớn này, một con gà trống và một con gà mái đúng không? Thì chúng mình sẽ còn lại 8 con gà con. Mỗi một con gà thì vẫn có hai cái chân. như vậy 8 con gà sẽ có 2 nhân 8 bằng 16 cái chân. Đúng không nào? Mình thật chú ý cho cô vào hình ảnh nhé. Như vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 4 rồi. Và đây cũng là bài tập cuối cùng kết thúc tiết học của các con ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách